hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi luật sư. Hồi trưa nay nhà mình làm mấy cái sửa mấy cái linh tinh trên mái tôn ấy. Mong ngoài trời cho nó khô ráo mà vẫn mưa. May là vừa làm xong thì nó cũng ổn áp luôn. Vừa khô ráo, ba cái keo xịt xẹt linh tinh xong thì trời đổ mưa luôn. Giờ lại nắng chang chang trở lại rồi, như một trò đùa. Hôm qua thì mình vừa nhận được một tin hơi bị sốc, được cách nhà mình khoảng nửa tiếng đi đường thì có người bị dịch Covid, cho nên là bây giờ đóng khu hết rồi. Bây giờ nhìn ngoài đường ấy, bao nhiêu người kiểu họ giống như là mua gạo về tích trữ ấy, không thể hiểu được luôn. Công nhận cái dịch bệnh sợ hãi thật đấy. Nhưng mà ví dụ như là mình thì nuôi ăn thì cũng khá là dễ thôi, mình chỉ cần cơm với trứng chiên là ok rồi. Nay gặp chị Cá nữa, gặp hoài luôn. Từ khi mà chị Cá ra mắt là hầu như là những cái clip gần đây mình toàn gặp cá. Mà phải như là chị này mà ăn được thì mình cũng ráng bắt về, xong rồi mình xào, mình chiên, mình nấu, mình ăn. Ui, mà không biết cá nên nấu món gì nhờ. Cá Naiad, kho, chiên, sốt cà chua, hấp. Rất là nhiều món, hoặc là làm chả cũng được. Chấm tương ớt, ngon. Ôi, tức ghê, hồi nãy mình lên nhánh 9 á, thì mình không có được cai. Bây giờ mình lên nhánh 6 á, thì mất đầu mình bị dí, như đổ hề vậy á. Thanh niên này không bị tẹt rô, cho nên là các bạn cứ đến cửa sổ hay ván, các bạn cứ thoải mái mà nhảy nha, không phải lo cái vấn đề ở đâu. Và một phần nữa thì cai này á, các bạn cứ lợi dụng những cái địa hình cao ráo, rồi có nhiều cửa sổ như thế này này. Đó, khi bà thím ấy muốn nhảy qua là chắc chắn bà phải thu kiếm về. Úi giời, tốc biến. Rẽ lầu này. Rẽ lầu. Ướt rồi, chết rồi, ướt. Trời ơi, sao chỗ nào nó rãi một đống nước ở đây, mình đâu có dám rục rịch gì đâu. Trời ơi, nó cứ bơi. Á, à, trời. Cây nó xiên qua cái cửa sổ luôn. Ớn thiệt á. Giờ mình cũng không hiểu là lý do là sao mình cầm bản đồ trong cái trận đấu này luôn. Nó rất là vô nghĩa. Chẳng có được đi sửa máy gì hết. Còn rẽ lồ không? Mới dùng rồi. Liếm cái ván đi chị gái. Game này nó làm sao ấy, cầm nhánh 9 thì không bao giờ được cai đầu đâu. Mà cứ mang nhánh 6 cái là bắt đầu là gặp. Ôi giời. Bơi qua đây chị. Chị này hay bơi lắm, cho nên là mình cũng khá là thoải mái trong cái việc leo trèo cửa sổ. Thu hồi ba cái nước về thì đối với mình nó cũng không có thành vấn đề gì hết. Nổ máy đi mấy anh chị ơi. Trời ơi, cay quá trời, một khi nổ được có hai máy. Rồi, xong tôi luôn. Tôi lên đĩa rồi. Cá mình thấy ăn cũng khá là tốt đấy chứ. Chẳng qua là nó không có được nhiều mỡ, cho nên là ăn nó cũng ngán, gặp cả xương nữa. Eo nhất là mấy cái loại cá chấm, cá ao, cá mè mà nuôi hồ, nuôi ao ấy, xương sẩu thì thôi rồi. Hay. Ôi, I love you so much. Love you bậc. Chị bơi đi chị gái. Ôi, nước quá. Ui sợ. Thôi, pha tốc biến thì chịu rồi.
Nổ máy đi các anh ơi. Các anh các chị ơi, thương em thì nổ cái máy dùm. Ok, cái máy cuối này này. Tính ra ngồi ghế luôn là ca cả 5 máy. Có khi hôm nay mình cũng mang cái bộ trang phục bồi bàn. Đúng gu gặp chị cá luôn. Nên nấu món gì ngon với chị cá đi trời. Mình thích ăn chiên hơn. Đó, chấm nước mắm ớt. Quả ớt mà ăn kèm với phở đấy. Ớt đấy là làm nước mắm cực kỳ ngon luôn. Rồi ướt, bà điều phối bà ướt gần đầy luôn. Eo ơi coi đâu. Ghê thiệt á. Tập trung giải mã luôn. Tập trung giải mã luôn. Đâu rồi? Nổ luôn, nổ luôn. Để ráng cai cho đồng đội mở cổng. Với lại nổ máu như thế, à nổ máy như thế này thì máu các bạn sẽ đầy. Và đồng thời là nó áp ca rồi. Đồng thời cũng có một cái hay đó chính là máu đầy thì sẽ đi nhanh hơn một chút so với bị thương. À, đã ghê chưa? Mình cứ tưởng như nào. Dỗi luôn rồi. Bài này bà dỗi. Hiệu ứng kìa. Sao mình thấy mỗi hiệu ứng? À đây, thấy lính thuê rồi. Ui, ui, ui. Ui. Ôi, sao điều phối liều thế? Ôi mà cổng kịp không? Ôi may quá, lính thuê vô rồi. Ai ấu tưởng AFK cơ mà không ngờ vẫn lù bắt cái lù mà chạy. Sợ thật. À, ở đây thì ngon, mình cứu được. Từ 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 từ. Mình bước ra, mình ướt là nó biết mình đang ra liền. Ok, cắm cọc rồi kìa, cắm cọc rồi. Cứu được. Ok, trời ơi, các bạn thấy không? Những sáu chết mà gục ngay ghế, ngay cổng là ngon luôn. Thôi đi chị gái ơi. Ok, và các bạn đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Chị cá này ngon, chiên được. Hello, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai và bạn nào make up mặc đồ đẹp đi mình chụp ảnh trong phát nhờ. Đấy, nay dành nghề dành nghiệp với photographer. Trời ơi, đeo nguyên cái máy ảnh xịn sò. Cái máy ảnh mà xịn xịn ấy là cũng tầm phải khoảng 90 triệu đổ lên ấy. Mình tham khảo cũng khá là nhiều, mình cũng thích mua máy ảnh lắm nhưng mà sự nó cũng không có tiện lợi nhiều để mình có thể là mua nó. Nói chung là đi đây đi đó thì mới hãng mua. Còn bây giờ thì đâu đó nó cũng có cái điện thoại sát bên túi quần rồi. Chỉ cần móc ra dùng vài cái app chụp bạch bạch cũng là xong. Còn ai chuyên môn quá về chụp ảnh thì thường thường có. Như trường mình cũng có vài câu lạc bộ chụp ảnh này. Lâu lâu chụp ảnh trường thì lâu lâu chụp những cái khoảnh khắc, những cái moment linh ta linh tinh đăng lên rồi edit chữ vào những khá là hay. Thích xem ảnh người ta edit lắm, kiểu nó có một cái gì đó nó lôi cuốn ấy. Nhất là màu nha, mình thích cái khung màu mà tiểu trầm trầm tối tối như là màu mùa thu ấy. Nâu nâu vàng vàng nhìn nó ảm đạm, nó cô đơn, hợp quá, hợp với xung quanh, với cái tính cách của mình luôn. Chị cá làm ăn có vẻ giống như là được việc đấy nhờ. Làm phát hai hit hai đứa quá ngon luôn. Đấy, giờ mình được yên tâm mình đi giải mã này. Cha này thì thực ra thì cai chay thôi chứ đâu có kỹ năng gì ngon lành đâu. Ngoài cái việc soi bản đồ nó cũng khá là nhanh, rồi bản đồ cũng tăng phần trăm tốc độ giải mã, nhưng mà cũng hơi rầu. Chả có kỹ năng gì nên là các bạn phải cai chay khá là nhiều. Dính nước vô thì làm gì nó cũng chậm hết trơn. Hôm nay mình chơi với một bạn random có tên là gà kho cái gì đây. Đọc tên nó tên dài quá, nó không có hiển thị hết được. Nãy mình cũng không để ý lắm. Nay toàn món ăn không mọi người ạ. Hết cá kho sẽ tới gà kho. Ui, nước quá.
Mình thích nhất cái khoảnh khắc mà nó phi lao đi ấy. Lúc đấy là mình cứu luôn. Đây. Đây, nó phi lao rồi. Đấy, cứu này. Úi giời, rất là xịn sò luôn. Mình luôn luôn đi cứu người, mình luôn luôn chờ cái khoảnh khắc này thôi. Bởi vì là mặc dù nó tông mình sẽ cộng dồn 50% nước, nhưng mà được cái nó không gây hít lên mình được. Phải áng chừng lượng nước làm sao để khi mà vị giả sử Kotsugana nó tông chúng mình, cộng dồn nước lên thì nó không quá 100% là được. Đó. Nói chung là chỉ có lưu ý một số vấn đề về nước của Naiad thôi. Hầm đây luôn. Ấy chà, lại sơi tá được lính thuê để mình đi trị thương cho bạn mỹ nhân. Cái bản đồ này thực sự các bạn ít dùng thôi, bởi vì là nó cũng là một cái công cụ soi Hunter ở giai đoạn mắt đỏ cũng rất là ngon. Có thể nhìn nó đang làm gì, nó đi sang cổng nào, rồi các bạn có thể chơi với đồng đội, các bạn có thể là con với nhau và lôi nhau đi trốn chẳng hạn, cũng rất là hay. Giờ bản đồ sai chút ép là hết, hơi bị buồn ở cái khúc này thôi. Chưa bạn ơi. Mải vội quá. Có vẻ như là Naiad hiểu mình đang muốn nói, gặp bác sĩ giết là giết chết luôn. Đó, su ghê. Rồi xong bà Trinh luôn. Mấy cái bộ trang phục đời đầu mình thấy đẹp chứ bộ, không phải là quá gì đâu. Nhìn nó cũng xinh, thiết kế nó cũng khá là đa dạng về hình ảnh. Hồi nãy thì trang phục bồi bàn, bây giờ thì trang phục nhiếp ảnh, các thứ đây. Mất dấu bác sĩ rồi. Chị cá ơi là chị cá, chị ổn không? Mất dấu bác sĩ thật kìa. Rồi xong, mình lãnh nghiệp luôn. Ôi, đâu rồi? Bảo vệ cam. Rồi, chị thương ok rồi. À, gà kho gừng. Gà. Ở miền Bắc thì nó hay có cái món gà kho gừng. Ở miền Nam thì gà xào xả ớt cũng kho đấy, nhưng mà thay vì nó kho thì nó xào thôi. Giờ ướt 60%. Chịu rồi, mình không muốn bơi trong bể nước đâu. Ô, vẫn không đuổi nữa, thật là thú vị. Cá nhân mình thì mình thích ăn gà xào xả ớt hơn, tại vì thực sự ra thì nó thơm hơn rất là nhiều. Ở trong miền Nam thì mọi người thường hay bỏ nghệ vào nữa, kho cùng, cho nên là thịt gà lúc nào nó cũng sẽ có vàng vàng ấy. Ăn thêm cay cay, mình thì lại thích ăn cay nhưng mà không ăn được ớt. Nó lâu lâu thì mấy cái bà bán bánh mì á, thường thường họ bỏ quá trời ớt vào trong đấy. Vui mồm nhìn cạp chúng thì ráng mà nuốt thôi, chứ thực ra thì không, nếu mà bảo nhai trực tiếp thì chắc là mình không nhai được. Mà tương ớt thì xịt bao nhiêu cũng được nha. Có lẽ là tương ớt thì thành phần cay của nó giảm ra giảm đi khá là nhiều. Đa số là đường nhiều chứ mình chả thấy vị ớt đâu hết trơn. Gáng lên mấy bạn ơi. Ôi, mỹ nhân ba sọ luôn kìa. Ô, ok, ok. Còn cái bản đồ đây thì sửa máy nhanh lắm. Chị muốn làm gì đấy? Chị muốn làm gì tôi? Ok, một người cứu này là ngon, nổ máy luôn. Nổ máy luôn. Tức ghê. Trời ơi, ai mà ngờ đi nhanh vậy. Tức xỉu luôn á, sợ bị xỉu. Không sao, lên cái lần đầu nha, còn gỡ được, còn thở là còn gỡ. Pha đấy mình không để ý đằng sau lưng nữa, lỗi quá. Trời ơi, chị gái năm sọ. Chúng ta sẽ có món cá tái nha mọi người. Sọ tím thì chỉ có tái thôi. Ôi, chết, vẫn trúng, vẫn chết luôn.
Khiếp bị đòn chạy nhanh thật đấy. Ồ, chị gái không đuổi. Ngon. Chu Minh Nga. Ờ. Bạn toàn đánh xong bạn bỏ không à? Bạn không có cho lên ghế gì hết trơn là bạn chiến thắng rồi. Ô. Bà Trinh đai rồi. Ô. Su ghê. Rồi rồi rồi, đẹp 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 đẹp. Chị thương không? Có đi hả? Ồ, đang bơi kìa. Nó đang bơi, nó đang bơi. Khúc này mới gọi là lợi dụng cao về bản đồ này. Nó có một cái tác dụng khá là mạnh luôn đó. Chẳng qua là xài nhanh hết quá. Ok. Chị gái chị gái ra cổng. Thôi chị thương đã. Đúng rồi. Chị thương xong ra ngoài cổng là vừa. Sợ ghê luôn á. Mấy bữa nay mình cài logic bắt bằng chị gái không à? Tại vì là nó khá là mạnh trong cái khoản đi truy đuổi người. Áp lực khá là lớn luôn. Chỉ cần survival mất nửa máu các bạn bao vây được một vùng nước là rất là khó di chuyển. Giờ một là ăn nước, hai là ăn đau. Sợ hãi cực kỳ luôn. Lên logic bug là nhanh. Tại vì mình thấy là chơi Hunter thì sẽ lên điểm logic bug rất là nhiều. Yo. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Và nếu bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye bye.